quý vị, theo dữ liệu của Finpro, sau tuần bùng nổ thanh khoản từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 3, với giá trị trên 35.500 tỷ đồng một phiên, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã tỏ ra thận trọng hơn trong tuần vừa qua là từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 3, trước nhiều biến động của thị trường quốc tế. Theo đó, thanh khoản của thị trường chứng khoán trong nước ghi nhận ở mức bình quân là hơn 27.400 tỷ đồng một viên trong tuần gần đây nhất, giảm tương ứng 23% trong đó giá trị khớp lệnh bình quân mỗi phiên là hơn 25.150 tỷ đồng, cũng giảm gần 26%. Bất chấp sự sụt giảm về thanh khoản này, thị trường vẫn ghi nhận xu hướng mua dòng mạnh mẽ của các cá nhân trong nước khi nhóm nhà đầu tư này có tuần mua dòng thứ tư liên tiếp. Cụ thể, trong tuần qua, các nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mua dòng 3.259 tỷ đồng trên HOSE, trong đó 1.765 tỷ là giao dịch khớp lệnh trên sàn, dù đã giảm 50% so với giá trị mua tuần liền trước, nhưng đây đã là tuần mua dòng thứ tư liên tiếp của nhóm nhà đầu tư này. Tính trong một tháng gần nhất, thì các nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mua dòng tổng cộng 11.124 tỷ đồng giá trị chứng khoán. Giá trị mua dòng của nhà đầu tư cá nhân trong nước cũng đóng vai trò cân tiền với xu hướng bán dòng của các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức trong nước cùng giai đoạn cụ thể trong tuần gần nhất trái ngược với xu hướng mua rầm của các cá nhân trong nước, khối ngoại cùng với các tổ chức trong nước, bao gồm cả tự doanh công ty chứng khoán đã bán dòng lần lượt là 1.532 tỷ và 1.727 tỷ đồng. đây cũng là tuần thứ tư liên tiếp khối ngoại bán dòng trên thị trường với giá trị tổng cộng là gần 7.200 tỷ đồng. khi đó giá trị bán dòng của các nhà đầu tư tổ chức trong nước, bao gồm cả tự doanh công ty chứng khoán giai đoạn này là 3.961 tỷ. Như vậy, trong một tháng qua, tiền từ các nhà đầu tư cá nhân trong nước chính là dòng vốn đối ứng lớn nhất đối với lực bán mạnh của hai nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước và khối ngoại. Cũng trong tuần vừa qua, thì các nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục đổ tiền vào cổ phiếu VIC của Vingroup với giá trị mua dòng gần 1.610 tỷ. Theo sau là cổ phiếu của MSN Masan với 525 tỷ và NVL Novaland với 410 tỷ đồng. Ngược lại, cổ phiếu SDB, Sacombank lại bị nhóm này bán mạnh nhất với giá trị giao dịch dòng là 681 tỷ. DGC, hóa chất Đức Giang bị bán dòng 229 tỷ và DPM, phân bón hóa chất dầu khí bị bán là 220 tỷ đồng. Xu hướng giao dịch trái ngược của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước cũng ghi nhận trong cơ cấu giao dịch mua bán dòng của hai nhóm này trong đó các tổ chức trong nước bao gồm cả tự doanh công ty chứng khoán đã bán dòng mạnh nhất với VIC tuần qua đạt 1.167 tỷ đồng cũng trong giai đoạn này các nhà đầu tư tổ chức trong nước lại đẩy dòng tiền vào mua DGC với giá trị là 194 tỷ đồng theo sau lần lượt là MSB ngân hàng MSB và GEX Galex với giá mua dòng là 192 tỷ và 179 tỷ đồng khi đó, cổ phiếu bị các nhà đầu tư nước ngoài bán dòng mạnh nhất tuần qua là MSN với 496 tỷ, VIC xếp thứ hai với giá trị bán dòng là 444 tỷ đồng. Tương tự hai cổ phiếu NVL và HPG Hòa Phát đều bị bán dòng hơn 300 tỷ đồng. Ngược lại, khối ngoại đã mua gom STB từ các nhà đầu tư cá nhân trong nước tuần qua với giá trị là 536 tỷ và DPM với giá 221 tỷ đồng.